Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng đi theo mình khám phá ở cái bờ rào này, kiếm những chiếc xe nha các bạn. Đây, đầu tiên mình đang khám phá một chiếc xe này. Xe gì đây các bạn ơi? Đây là một chiếc xe này, là xe cẩu múc cát các bạn ơi. Chiếc xe cẩu múc cát này bị treo ở trên này lâu quá rồi nên đã bị cũ kỹ rồi các bạn ơi. Đây là chiếc xe cẩu múc cát. Màu này màu gì các bạn? Đây là một màu xanh nè các bạn. Rồi, còn đây là màu gì các bạn? Đây là màu vàng. Rồi, chiếc xe này đã bị treo lên cái bờ rào này. Bây giờ mình sẽ giải cứu chiếc xe này xuống nha các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ mở xích để giải cứu chiếc xe này các bạn ơi. Rồi, mình đã giải cứu được chiếc xe này xuống rồi các bạn ơi. Mình đã mở xích thành công. Rồi, mình để chiếc xe này ở đây nha. Một hồi mình sẽ tập hợp lại một dây xích để đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp nè các bạn ơi. Đi qua bên đây nè các bạn ơi. Đây các bạn ơi, một chiếc xe nữa nè các bạn ơi. Đây, đây là chiếc xe gì các bạn? Đây là một chiếc xe trộn bê tông. Một chiếc xe trộn bê tông cũng đã bị cũ kỹ rồi, bị treo ở đây quá lâu rồi nên đã rất là cũ kỹ các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ giải cứu bạn đó luôn nha các bạn. Bây giờ mở ra nào. Mở ra, mở xích ra nha các bạn. Rồi, mình đã mở xích ra được rồi. Bây giờ mình tháo xích ra cho bạn đó nha. Rồi, mình đã tháo xích thành công cho bạn đó rồi. Rồi, để bạn đó đây, một hồi mình sẽ tập hợp bạn đó lại. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi các bạn ơi. Rồi, tiếp tục đây nè các bạn ơi. Một chiếc xe gì đây? Đây là một chiếc xe cần cẩu các bạn ơi. Đây, chiếc xe cần cẩu này rất là dài luôn nè. Đó, bạn thấy không? Đó, cái cần cẩu nè ha. Và bây giờ mình sẽ xoay tời ra các bạn ơi. Đây, mình xoay tời ra. Đó, mình xoay tời ra nè các bạn ơi. Đây là cái móc cẩu nè các bạn. Rồi, đây, chiếc xe này màu gì các bạn? Chiếc xe này màu vàng nha các bạn. Xe này thì mới hơn những chiếc xe kia một chút, nhưng mà cũng bị treo ở đây cũ kỹ rồi. Bây giờ mình sẽ giải cứu bạn đó luôn nha. Mình mở dây xích ra nào. Mở dây xích ra các bạn ơi. Mình đã mở dây xích ra được rồi. Trời ơi, bạn đó bị rớt xuống chắc là đau lắm đây. Rồi, để con dây xích ở đây. Mình để con ở đây chút, mình tập hợp ra nha. Đi tiếp các bạn ơi. Đi nào. Wow, các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi. Ở đây mình thấy có một bạn gì nè các bạn ơi. Đây là một bạn xe gì đây các bạn? Đây, đây là một bạn xe ben chở cát không các bạn? Bạn xe ben chở cát này nhìn rất là đẹp đúng không? Đó, bạn xe ben chở cát nè. Đó, bạn xe ben chở cát này cũng còn rất là mới. Chắc là bạn xe ben chở cát này mới hả bị treo lên trên này thôi. Rồi, bạn xe ben chở cát này màu gì các bạn? Đầu xe là màu xanh nha các bạn. Thế cái thùng ben cát này màu gì các bạn? Màu vàng. Còn đây là màu đỏ, màu đen và màu trắng nữa nè. Có anh tài xế và anh Lơ ngồi trên này. Có cả vô lăng, lái xe. Rồi, mình sẽ gỡ ra giải cứu luôn. Rồi, mình đã giải cứu thành công rồi. Để bạn xe tải ở đây nha. Để cậu xích ra, để vô. Bạn xe tải đây được giải cứu rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi các bạn ơi. Nè các bạn ơi, tiếp tục. Đây cũng một bạn xe rất là cũ rồi các bạn ơi. Đây là xe rất là cũ rồi. Nó bị đất cát dơ quá rồi các bạn ơi. Có một anh đang điều khiển cái cẩu ở trên này, cẩu múc cát. Còn có một anh tài xế đang ngồi ở đây.
đó, và một anh lơ xe ngồi ở trong nữa nè. Nó rất là đẹp luôn, nhưng mà chiếc xe này cũng bị để ở ngoài mưa nắng rồi đó, đất cát bụi bám bụi rất là dơ rồi đó. Bây giờ mình sẽ giải cứu luôn nha. Giải cứu luôn nào, bây giờ mình sẽ giải cứu, bạn chờ mình một chút nha. Ô rồi, mình đã giải thành công rồi đó, bạn ở đây nha. Mình sẽ đi giải cứu những chiếc xe khác nha. Đi tiếp nào các bạn ơi. Đi các bạn ơi, đây nè các bạn ơi. Hay có một chiếc xe cẩu múc cát nữa. Nhưng mà xe cẩu múc cát này, xe cẩu múc cát nhỏ. Xe này bị nứt cái kiến luôn rồi. Để lâu quá nè, kiến xe đã mờ và bị nứt kiến luôn rồi. À, xe này cũ kỹ quá. Chắc cần phải tân trang vệ sinh mới lại đó các bạn ơi. Đây, quá đẹp không các bạn. À, múc cẩu xoay nè. À, xoay múc cẩu. Rồi, quá đẹp các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ giải cứu bạn đó luôn nha. Chờ mình tí nào. Rồi, mình đã giải cứu bạn xong rồi. Đây, bạn đây nha. Rồi, mình sẽ đi tiếp nào. Tiếp nào các bạn ơi. Đây, các bạn ơi, ở đây. Ở đây có một bạn xe ben chở cát đang bị treo. Đang bị treo. Bạn xe ben chở cát này cũng rất là đẹp luôn. Bạn xe ben chở cát này cũng còn mới, chắc cũng là mới bị treo trên đây thôi. Xe ben chở cát này để mình giải cứu xuống luôn nào. Chờ mình tí nào nha. Rồi, mình sẽ đưa bạn xuống. Đây, ai à, để mình gỡ cái cọng dây xích ra nào. Đó, vô luôn. Rồi, xe ben chở cát đẹp các bạn. Quá đẹp luôn đúng không? Rồi, mình tiếp tục đi nè các bạn ơi. Ôi các bạn ơi, các bạn ơi, cái gì đây các bạn ơi? Ô, cái này là cái gì đây các bạn? Wow, đây là một cái này gọi là giống như một cái bồ cào, bồ cào chưa bắt giới các bạn ơi. Đây là một cái bồ cào chưa bắt giới. Cái bồ cào chưa bắt giới đang bị treo ở trên này ha các bạn. Wow, cái bồ cào chưa bắt giới này nhìn đẹp quá các bạn ơi. Cái cây bồ cào chưa bắt giới dài chưa, các bạn thấy dài chưa? À, quá dài luôn các bạn ơi nè. Dài ha. Cái cây bồ cào chưa bắt giới này hay quá các bạn ơi, để mình coi coi. Đẹp nữa. Đây là anh đây là anh chưa bắt giới nè. Chưa bắt giới. Quá hay, quá đẹp luôn. Wow, để mình coi coi cái này có cái gì hay không. Ý, ở đây có công tắc gì nè các bạn ơi, ở đây có một cái công tắc gì đây. Cái công tắc này để mình thử bật coi nha các bạn. Hình như cái này hay quá các bạn ơi, phát âm thanh luôn nè, để mình bật cho các bạn nghe này nha. Wow, bật có âm thanh mà có đèn nữa, để mình cho âm cho các bạn thấy, thấy đèn nè, đèn nè, đèn sáng rồi. Wow, cái đồ chơi này hay đó các bạn ơi. Bộ cao chưa bắt giới. Để mình lấy ra, để mình lấy ra nha các bạn, để mình tìm cách lấy ra xem nào. Bây giờ mình sẽ mở cái này ra nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ mở dây xích ra nha. Bạn bồ cào chưa bắt giới của bồ cào của chưa bắt giới đó các bạn. Của bạn chưa bắt giới là mình sẽ lấy ra nha. Rồi, lấy ra được rồi các bạn ơi. Bồ cào chưa bắt giới. Quá hay luôn nè các bạn ơi. Ở đây dây xích để đây. Hay quá các bạn ơi. Bồ cào chưa bắt giới. Chưa bắt giới nè, là cái bồ cào dài các bạn ha. Quá dài luôn nè. Cào đó, hình cào đó, cào rơm cào. Hình cào đó, hình cào đó, quá hay luôn. Rồi, bật lên là sáng đèn các bạn. Hay quá ta, quá hay luôn đó các bạn ơi. Cái bồ cào chưa bắt giới này là đi chơi là hay lắm luôn đó các bạn. Quá hay luôn. Bồ cào chưa bắt giới đi chơi quá hay luôn các bạn ơi. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ tập hợp những chiếc xe từ nãy giờ mình kiếm được lại nha các bạn. Các bạn ơi, những chiếc xe đồ chơi và bồ cào chưa bắt giới đã được mình tụ hợp về đây rồi nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Đây, những chiếc xe cẩu múc cát này mà chơi với lại bồ cào của chưa bắt giới nữa thì quá hay không các bạn? Bồ cào sẽ đi dọn rác sạch sẽ ở công trình để cho những chiếc xe cẩu múc cát múc đất nha các bạn. Đó, rất là hay và đẹp phải không các bạn? Đó, chúng ta nhìn lại xem nha và đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Để mình đếm lại coi, hình như mình đếm sai rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lần các bạn ơi. 8 chứ không phải 7 nha. Có 8 món đồ chơi nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, video của mình đến đây xin được tạm dừng. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video tiếp theo.